Hôm nay tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Sự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc phòng Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng đồng chí Trần Hồng Minh trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực kinh nghiệm, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.